Kính chào quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị một đề tài nói chuyện với anh Nguyễn Ngọc Lập. Chả là hồi sáng những cái bạn trẻ gửi cho chúng tôi một cái video và trong đó anh Nguyễn Ngọc Lập nói trên kênh Thăng Long TV ngày 26 tháng Giêng, tức là mới có hôm qua hôm kia, có hai câu chúng tôi cũng cho quý vị nghe cái vài phút mà ông mới phát biểu. Chúng ta phải nói rõ cái người nguyên nhân ra là người Pháp dùng công giáo để đến để ăn cướp đất nước Việt Nam, và người Mỹ dùng tin lành đến để ăn cướp nước Việt Nam. Và hôm nay để tôi nói về cái chương trình hòa giải hòa hợp dân tộc thì tôi xin trình bày với quý vị, đây là tiếng Ý nhé, Reconciliation Vale, Reconciliation Vale. Tại sao nó có cái con đường này mà nó khác tiếng Anh là rì là chữ e mà đây là chữ y? Vì đây là con đường hòa giải của Tòa Thánh Vatican từ quảng trường cho bút chì Rome. Thì ông Mussolini là một tên độc tài, thì ông ta sau khi chấp nhận Vatican thì ông ta chấp nhận Đức Giáo Hoàng, thì ông đặt tên là con đường Reconciliation Vale, tức là Bulova, tiếng Anh là Reconciliation. Vì anh Lập không có nói rõ ràng, thành ra chúng tôi e rằng những cái giới trẻ có thể hiểu lầm. Thì anh Lập nói là thứ nhất là người Pháp dùng công giáo để đến ăn cướp nước Việt Nam và người Mỹ dùng tin lành đến để ăn cướp nước Việt Nam. Thì chúng tôi xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang nói rõ về cái và nhận xét về hai cái câu này. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi lại hân hạnh được mời lên đây để nói chuyện có liên hệ đến những cái điều ông Nguyễn Ngọc Lập nói. Tôi đã từng nói nhiều lần là tất cả những người quân chiên Việt Nam mà còn đi nhà thờ, còn tin tưởng vào giáo hội La Mã thì đều có cái quan niệm rằng tất cả những cái gì thuộc về giáo hội La Mã hay của giáo hội La Mã đều tốt cả. Và nếu mà nói đến cái giáo hội La Mã mà có những cái tội ác chống lại nhân loại hay là chống lại dân tộc Việt Nam thì họ tìm cách họ xóa trắng. Ở đây là cái cách họ nói gọi là cách mạng trắng, xóa hết những cái tội ác của giáo hội La Mã đối với nhân loại cũng như đối với dân tộc Việt Nam. Thì ông Nguyễn Ngọc Lập, ông nói hai cái câu trên nãy, à, người Pháp đã dùng công giáo để đánh chiếm Việt Nam hay là để cướp nước Việt Nam, và người Mỹ đã dùng tin lành để cướp nước Việt Nam, thì tôi thấy hai câu này hoàn toàn sai, lật ngược lại với sự thật lịch sử. Đó, về người Pháp mà đánh chiếm Việt Nam đó là do giáo hội La Mã đã vận động 5 lần đánh chiếm Việt Nam. Và cái lần thứ nhất thì là tôi đã nói rõ ở tất cả 5 lần này đấy, tôi đã nói rõ ở trong cái bài viết gọi là 5 lần Vatican 5 lần vận động ngoại cường chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Cái bài viết đây là đây mà tôi có đưa lên sách hiếm và tất cả mọi người đã biết rồi. Tức là thứ nhất là ông Alexander Trost là linh mục trồng tên đã thu thập những tin tức tình báo chiến lược ở Việt Nam rồi làm một bản báo cáo và đem cái bản báo cáo đó đến trình cho Vatican, để Vatican lại sai ông đó đến triều đình Ba Lê là thời vua Louis thứ 14 để vận động chính quyền của vua Louis thứ 14 đem cấu kết với Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Nhưng mà tình hình lúc bây giờ nó không quá thuận lợi cho nước Pháp. Lúc bây giờ lý do là vì nước Pháp đã kiệt quệ về cuộc chiến 30 năm, từ năm 1618 cho đến năm 1648 giữa Kitô giáo La Mã và Tin Lành. Thì thời gian 30 năm từ năm 1618 cho đến năm 1648 làm cho tài chánh của nước Pháp kiệt quệ. Thứ hai nữa là vua Louis 16 đã xây cái điện Versailles rất là tốn phí, cũng làm cho kiệt quệ về tài chánh, cho nên nước Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chánh, không có khả năng xuất quân đánh chiếm Việt Nam vào lúc bây giờ. Chút xíu xin giới thiệu cái cuốn Alexander Roth là ai, thì trong này tác giả Nguyễn Mạnh Quang có một cái bài, xin anh giới thiệu cái bài này. Đây là cái bài mà trong đây là cuốn sách này gọi là Alexander Roth, The Alexander
The root, cái chữ Alexander này đó thì là người Pháp viết là the rồi. Về à, người Pháp nói là Alexander the root. Nhưng mà người Mỹ, người Anh thì viết là Alexander, chữ R chạy ra đằng sau. Thì trong đó chúng tôi có một cái bài viết, đây là cái bài viết tại sao Alexander Root vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam. Đấy thì chúng tôi có nói rõ, nhưng mà nãy tôi đã nói rằng là lần vận động đó vào thời kỳ ông Louis thứ 14 đã không thành, lý do là nước Pháp lúc bây giờ lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Cho đến lần thứ hai, tức là cái thời kỳ mà ông Bá Đại Lộc cấu kết với Nguyễn Ánh đem quân, đem Hoàng Tử Cảnh sang vận động thời vua Louis thứ 16 để đánh chiếm Việt Nam, và hai bên đã thỏa thuận. Và mức tự cười là ông Bá Đại Lộc là người Pháp, là người của Vatican, đại diện cho Nguyễn Ánh để thuyết phục với chính quyền Pháp ký cái thỏa hiệp gọi là Versailles vào tháng 11 năm 1787. Rồi đã thỏa thuận với nhau rồi là sẽ Pháp sẽ giúp về Bá Đa Lộc với lại Nguyễn Ánh để đánh chiếm Việt Nam bằng một số điều kiện, ở đây chúng tôi không tiện nói ra, nhưng mà quý vị có thể tìm thấy cái hiệp ước đó, hiệp ước Versailles ký vào tháng 11 năm 1787. Nhưng mà sau đó thì nước Pháp lại cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính, rồi đến khủng hoảng xã hội, rồi đến cách mạng Pháp xảy ra vào năm 1789, cho nên cái cuộc tiến chiếm Việt Nam lúc bây giờ không thành. Và cái lần thứ ba trong cái cuốn sách này này của tiến sĩ Sử Địa là ông đã lật ngược. Thực ra là giáo hội La Mã đã cho những người đến vận động với triều đình vua Louis thứ 10, vua Napoleon đệ tam, bằng cách thứ nhất là gài cái nữ hoàng Eugenie là cái người kiều nữ rất là đẹp với cái tuổi 26, lấy ông già này là mới gần 50 tuổi rồi, do đó cài vào trong đó, rồi vận động ở đây trong hoàng cung. Và sau đó thì dùng những giám mục Pellerin là một, ông Le Grand de Lirai là linh mục, và ông linh mục Húc để vận động triều đình Pháp đánh chiếm Việt Nam. Cái điều đó là tất cả tiến sĩ Cao Huy Thuần về sử địa, về sử, ông có viết ở trong cái cuốn này đầy đủ, ở trang khoảng độ 25 cho đến trang 60 nói về cái vấn đề này. Xin quý vị cứ việc tìm cái cuốn sách này đọc thì sẽ thấy, tôi có sẽ nói rồi. Đó là lần thứ ba. Vậy thì lần thứ ba đã đánh chiếm được Việt Nam, và cái trận đánh chiếm đó là có vai trò của linh mục Pellerin và nhiều giáo dân khác tiếp tay ủng hộ, cho nên cuộc chiến đó đã thành, và Pháp với Vatican đã thống trị Việt Nam mà ông Trịnh Công Sơn nói là 100 năm đô hộ giặc Tây, tức là đặt cái nền móng cai trị thống trị nước Việt Nam là giữa Vatican cấu kết với lại chính quyền Pháp, và Vatican là cái thế lực chủ động chứ không phải là Pháp chủ động. Thế là tại sao theo Vatican lại chủ động? Vatican chủ động là vì theo cái sắc lệnh gọi là cái sắc chỉ gọi là Pontifex Romanus ký vào ngày 8 tháng Giêng năm 1454 là giáo hoàng Nicholas V đã nói rằng là người Công giáo có quyền đem quân đi đánh chiếm các nước ở thuộc các tôn giáo khác để bắt họ phải làm nô lệ cho giáo hội, phải theo đạo, và có quyền chiếm hữu đất đai và tịch thu tài sản của những cái người không phải là Kitô giáo. Họ tung những cái đoàn gián điệp mà dưới danh nghĩa là các nhà truyền giáo đến các nước mà họ coi như là đối tượng họ định đánh chiếm. Năm 1533, tức là vào đầu hạ bán thế kỷ thứ 16, thì người Bồ đã đến thăm thú ở Việt Nam và dò la tin tức tình báo và truyền giáo để dùng cái người ở bản địa theo đạo làm nội gián giúp họ để theo thâu thập các tin tức tình báo. Thế nhưng mà cho đến lúc bây giờ không có bao nhiêu người Việt Nam theo đạo. Mãi cho đến một thế kỷ sau, tức là vào giữa thế kỷ 17, là ông linh mục dòng tên Alexander Roth đến Việt Nam và dùng những cái thủ đoạn rất là xảo trá của dòng tên để vừa mua chuộc các tín đồ bản địa, người bản địa để vào đạo, vừa thâu thập những cái tin tức tình báo chiến lược để gửi về Tòa Thánh Vatican. Tòa Thánh Vatican mới dựa vào đó sai ông Alexander Roth để đến triều đình Pháp là thời vua Louis thứ 10
4 để vận động xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Như tôi vừa mới nói là cái cuộc vận động đó không có thành, bởi vì cái hoàn cảnh tài chính của nước Pháp lúc bây giờ không có thích hợp. Tôi xin tóm lược là Giáo hội La Mã là người chủ động vận động Pháp đem quân đánh chiếm Việt Nam để cùng thống trị Việt Nam, để cùng hưởng lợi, chứ không phải là người Pháp chủ động dùng Giáo hội La Mã đánh chiếm Việt Nam như ông Nguyễn Ngọc Lập đã nói. Bây giờ tôi xin nói đến Mỹ. Ông Nguyễn Ngọc Lập nói rằng Mỹ đã dùng Tin Lành để đánh cướp nước Việt Nam. Cái điều này cũng sai. Năm 1950, sau cái chiến dịch Lê Hồng Phong đã đánh bạc những cái quân đội Pháp với lại Vatican ở vùng biên giới Hoa Việt, thì Vatican đã nhìn thấy cái vấn đề là Pháp không còn tồn tại được nữa, và sai ông giám mục Ngô Đình Thục đem ông Ngô Đình Diệm lên trình diện Tòa Thánh Vatican vào tháng 8 năm 1950, và đến đây để tiếp nhận những cái lời dặn dò của vua của hoàng giáo hoàng Pius 12. Như vậy là khi Mỹ vào Việt Nam cũng do giáo triều Vatican, tức là bây giờ gọi là người Công giáo, nhưng thực ra bây giờ chưa có từ Công giáo, để vận động đánh chiếm Việt Nam, để thay thế Pháp vào chiếm miền Nam Việt Nam, để phục hồi cái quyền lợi của Vatican, và Mỹ dùng cái miền Nam Việt Nam làm tên đồ chống cộng. Như vậy là Mỹ dựa vào Vatican, và Vatican chủ động vận động Mỹ chứ không phải là Tin Lành. Ở đây không có vai trò Tin Lành ở trong đó. Khi mà ông Diệm sang bên Mỹ rồi thì cái ông Hồng Y Francis Spellman đã là cái người chủ chốt vận động cho ông Diệm về Việt Nam. Và cái câu nói mà khi người ta hỏi ông Diệm rằng trong cái tình thế nước Việt Nam vào năm 1950, tức là bây giờ là tháng 10, thì nếu được ông đưa lên làm cầm quyền thì ông sẽ làm như thế nào? Ông Diệm tuyên bố rõ ràng rằng tôi tuyệt đối tin tưởng vào Tòa Thánh Vatican và tôi cực lực chống cộng. Như vậy là ông Diệm cũng dựa vào Vatican, và Vatican đưa ông Diệm về, vận động Vatican vận động Mỹ đưa ông Diệm về cầm quyền làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican, chứ không phải Tin Lành ở đây. Và giữa thập niên 60, khi mà quân đội Mỹ đã đổ bộ vào Việt Nam miền Nam hàng nửa triệu, thì chính ông Hồng Y Spellman đến Việt Nam làm lễ để cầu chúc phúc cho quân đội Mỹ thắng ở Việt Nam. Vậy thì cái vai trò của Giáo hội La Mã với lại Vatican, với lại chính quyền Mỹ nó rõ rệt như vậy. Ấy thế mà ông Nguyễn Ngọc Lập lại nói rằng là Mỹ dùng Tin Lành để đánh chiếm Việt Nam, điều đó sai. Như vậy là ông ấy nói ngược, với mục đích là xóa trắng hết tất cả những tội ác của giáo triều Vatican hay là giáo hội Công giáo đối với dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, sở dĩ tôi kết luận hơi gắt gao đối với ông Nguyễn Ngọc Lập là vì trước đây tôi có đọc một bài của tác giả Lý Thái Xuân, thì theo đó thì ông Nguyễn Ngọc Lập nói rằng ở Mỹ người ta không dạy lý thuyết tiến hóa mà người ta dạy thuyết sáng tạo. Cái điều đó sai. Chúng tôi có một số 4 năm với con nó đã học ở high school ở trường công lập đều có học thuyết tiến hóa. Thế là ông nói sai. Cái điều nói sai thứ hai nữa là tôi thấy rằng ông ấy vừa mới khoe rằng cái trường Harvard, thì cái trường đó ông cho là tốt nhất, giỏi nhất ở trên thế giới, thì điều này tôi thấy ông ấy nói không có đúng. Bởi vì chúng tôi có mấy đứa con vào đại học, cứ vài ba năm này đã có một đứa vào đại học, thì cứ những cái lần đó là chúng tôi đều xem những cái trường đại học nào danh tiếng, thì đã nhiều lần chúng tôi chỉ trách đợi, và cả đến bây giờ nữa thì chúng tôi thấy không thấy cái trường mà ông Nguyễn Ngọc Lập nói là cái trường đó giỏi nhất, tốt nhất trên thế giới, mà cái trường đó không nằm trong cái 10 cái best university ở Hoa Kỳ. Vào bất kỳ cái thời đại nào mà từ năm 1978 cho đến ngày nay, thì chúng tôi thấy cái trường mà ông Nguyễn Ngọc Lập nói không có nằm trong cái 10 cái best university ở in the United States. Về thuyết tiến hóa ông cũng nói láo. Về cái trường mà đại học mà ông nói rằng số 1 ở trên thế giới cũng nói láo. Ở đời chữ Hán nó có câu là nhất sự bất tín, vạn sự bất khả tín. Đó, một lần mà nói láo thì ngàn lần người ta không tin nữa. Còn một cái câu này nó thuộc về cái đề tài chính của ông Nguyễn Ngọc Lập trong cái video đó, là ông nói tới con đường hòa giải. Nhưng mà mở đầu vào đó thì ông nói tới cái con đường hòa giải của Tòa Thánh Vatican.
Thì ông có nói là ông Mussolini là nhà độc tài. Sau khi chấp nhận Vatican thì ông ta chấp nhận Đức Giáo Hoàng, thì ông đặt tên con đường là Reconciliation. Cái câu này có dính líu gì tới cái con đường hòa giải của Việt Nam hay không, thưa ông? Thực ra thưa quý vị, cái câu này thì nó không dính dáng đến cái chuyện hòa giải Việt Nam, nhưng mà cái ý đồ của ông Nguyễn Ngọc Lập thì muốn tô vẽ cái sự yêu hòa bình của giáo hội La Mã. Thực ra giáo hội La Mã là cái chủ trương đi xâm lăng đất nước người ta, và nói chuyện cái sự hòa giải giữa ông Mussolini và ông giáo hoàng Pio 11 lúc bấy giờ. Thì xin nói rõ như thế này, cái sự hòa giải đó nó giống như là sự hòa giải giữa hoàng đế Napoleon đệ tam với lại giáo hội La Mã, là hai người cấu kết với nhau để củng cố một chế độ độc tài. Thì Mussolini nó lên cầm quyền vào năm 1922, nó được làm thủ tướng, có toàn quyền hành động, và sự ngẫu nhiên là ông giáo hoàng Pius 11 cũng lên ngôi vào năm 1922. Hai người đã hiểu ý nhau, đã liên lạc với nhau, và năm 1926 thì ông giáo hoàng ra lệnh cho cái đảng Công giáo ở Ý sáp nhập vào cái đảng phát xít của Ý để mà cùng nhau củng cố quyền lực. Thì đi đến cái thỏa hiệp là Lateran ký vào năm 1929. Theo đó thì thời cách mạng 1870 của nước Ý, thống nhất nước Ý, nó đã tịch thu toàn bộ tài sản của giáo triều Vatican. Nó sách sử ghi lại rằng cái diện tích mà trước khi cách mạng Ý mà nó lật đổ cái quyền lực của Vatican vào năm 1800, tháng 9 năm 1870 đó, thì trước đó nó sách sử nó ghi là 16.000 square mile, tức là 16.000 dặm vuông, tương đương với lại 41.440 cây số vuông. Thế thì đến lúc mà tức là cách mạng Ý nó rút lại còn có 480.000 mét carré, mét vuông, tức là tương đương với chưa đầy nửa cây số vuông. Đó. Đấy, tài liệu sử nó có ghi rõ cái trong cái cuốn sách này. Đây cuốn sách này tên thế này, không biết là quý vị có đọc được không? Đây tôi để rõ đây nha. Richard, À, và ở trang 170 quý vị có thể đọc ở trong đó. Và chúng tôi có ghi và chúng tôi có dịch sang tiếng Việt rằng ngoan. Vậy thì đến lúc mà hai bên cấu kết với nhau thì giáo hội La Mã có ý đồ đòi lại cái đất mà đã chiếm, thì thằng Mussolini nó thấy rằng làm thế không được, bởi vì sẽ nhân dân Ý nó sẽ nổi lên nó lật. Do đó nó điều đình bằng cách nó cấp cho ông một số tiền. Trong cái số tiền đó thì tính ra vào năm 2020 này thì các nhà sử gia người ta nói là khoảng 780 triệu Mỹ Kim. Đấy, nhờ có số tiền đó ông đầu tư vào các cái cơ sở kinh doanh, và từ đó giáo hội La Mã có một cái số tài sản cách xù và bất chính, và cấu kết với lại các thế lực đen để mà bành trướng. Hiện bây giờ cái ngân hàng Vatican ở ở của giáo hội La Mã ở ngay thủ đô nước Ý là có nhiều tai tiếng về vấn đề này. Quý vị có thể tìm đọc để thấy rõ vấn đề này. Thì nghĩa là trong cái vấn đề này đó thì ông Nguyễn Ngọc Lập đã lật ngược rằng là làm như là giáo hội chủ động trong vấn đề hòa giải, nhưng mà thực ra là cái chính phủ Mussolini đó nó chủ động để nó củng cố cái chế độ, nó cũng giống như là ông Napoleon đệ tam ngày xưa. Thưa quý vị, ở đây tôi cũng xin nói thêm là cái bản chất của giáo hội La Mã luôn luôn cấu kết với cường quyền, với thế lực mạnh. Sở dĩ ông giáo hoàng Pius 11 mà cấu kết với lại Mussolini để hai bên cùng có lợi, thành ra mới có cái chuyện là ông ấy giải tán cái đảng Công giáo của ở nước Ý để mà nhập vào cái đảng phát xít của Mussolini. Đồng thời, hay là trong lúc đó đó thì cái ông Hồng y Pasolini đó là bộ trưởng bộ ngoại giao của giáo triều Vatican mới sang bên nước Đức, để thấy rằng Hitler nó đã lên cầm quyền vào ngày 30 tháng Giêng năm 1933. Nó lập được cái đảng phát xít Đức gọi là Nazi. Thì thấy nó mạnh thì ông cũng lại vận động cho cái đảng Công giáo ở bên Đức ủng hộ Hitler, và từ đó là ông giáo sau này thì đến năm 1939 thì ông ấy lên làm giáo hoàng, lấy đế hiệu là giáo hoàng Pius 12. Ông giáo hoàng Pius 12 này chúng tôi đã viết một cái bài về tội ác của ông ấy, tức là giáo hoàng Pius 12 dưới con mắt của một người Việt Nam. Được, bài này cũng đã được đưa lên sách hiếm rồi. Thì
Giáo hội La Mã chuyên môn từ ngàn xưa đến bây giờ luôn luôn đi với kẻ mạnh. Chúng tôi gọi là cấu kết với cường quyền, với các cường quyền địa phương để củng cố quyền lực và các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ để bành trướng thế lực ra ngoài lục địa Âu Châu. Bài này chúng tôi có viết ở trong cái chương gọi là chương 6 trong cái sách gọi là lịch sử và hồ sơ tội ác của Giáo hội La Mã. Thưa quý vị, nói tóm lại là giáo triều Vatican hay là các giáo hoàng không có cái chuyện mà chủ trương hòa giải với ai hết, mà chủ trương chạy theo các thế lực nào qua sức mạnh gọi là cường quyền để kết cấu với họ để bành trướng thế lực, củng cố thế lực và bành trướng thế lực ra ngoài cái lãnh thổ. Đó là ở Việt Nam cũng vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, nếu giáo hoàng, giáo hội La Mã đã cấu kết với Pháp thì khi Pháp không còn khả năng chịu đựng theo đuổi cuộc chiến thời kháng chiến nữa thì thấy rằng Mỹ chuẩn bị để nhảy vào Việt Nam thì Giáo hội La Mã liền gửi ông Ngô Đình Diệm sang bên Mỹ vận động để cấu kết với lại Mỹ để đem ông Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền để làm tay sai cho cả Mỹ lẫn Vatican. Điều này ông Nguyễn Ngọc Lập nói sai. Nói sai là vì ông ấy muốn nói rằng Giáo hội La Mã hòa giải với lại các chính quyền, nhưng mà thực tế là các chính quyền người ta muốn dĩ hòa vi quý, người ta muốn hòa giải để người ta ổn định cái xã hội. Thì ngược lại như là Mussolini, Hitler với lại Hoàng đế Napoleon Đệ Tam cấu kết với lại Giáo hội Vatican, với Giáo hội La Mã để dùng Vatican làm tay sai đắc lực để cùng nhau đánh chiếm Việt Nam ở làm thuộc địa. Tôi xin nói thêm là ông Napoleon Đệ Tam lúc bây giờ cầm quyền là đã chiến đấu cho Giáo hội La Mã ở nhiều nơi, ở nước Ý nữa, rồi ở Mễ Tây Cơ nữa, rồi lại can thiệp vào nội tình của nước Mỹ trong cái thời chiến tranh Nam Bắc 1861-1865, và vấn đề này chúng tôi cũng có nói rõ ở trong các bài viết của chúng tôi và đã đưa lên sách hiếm rồi. Nói tóm lại là cái việc mà ông Nguyễn Ngọc Lập nói rằng Giáo hội La Mã hòa giải, ý muốn nói rằng là Giáo hội La Mã yêu hòa bình, nhưng mà thực ra là nó khác với lại cái chính quyền Việt Nam bây giờ người ta thi hành chính sách hòa giải, tức là người ta muốn quên đi cái quá khứ để mà kêu gọi các tín đồ Công giáo hãy cùng nhau xây dựng lại, tái thiết đất nước. Thì ông Nguyễn Ngọc Lập lại nói ngược lại là Giáo hội La Mã hòa giải. Sự thực không phải thế. Giáo hội La Mã vẫn còn tiếp tục chống đối cái chính quyền Việt Nam chúng ta từ năm 1976 đến nay. Khởi đầu là cái vụ nổi loạn ở nhà thờ Vinh Sơn. Rồi sau đó thì những ông giám mục như là ông Ngô Quang Kiệt, rồi đến ông Nguyễn Đại Học, rồi đến các ông như linh mục như là Nguyễn Duy Tân, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong, tất cả đều xúi dục tín đồ nổi loạn chống lại, mà không có bàn tay của Giáo hội La Mã trong đó thì mấy ông kia làm sao dám làm. Nên nhớ là Giáo hội La Mã theo cái chế độ chuyên chính toàn trị, nghĩa là dưới cấp dưới phải tuyệt đối nghe lời cấp trên, chứ không có phải là được tự do nói như vậy đâu. Đến đây thì chúng tôi cũng trước khi kết luận, chúng tôi cũng có vài lời nói với ông Nguyễn Độc Lập rằng ông nói đã nói sai, xin ông đừng nói sai nữa để cho cái giới trẻ ngày nay hiểu lầm. Mà mục đích của ông thì cũng có ý đồ là muốn chạy tội cho Giáo hội La Mã để làm xóa trắng những cái tội ác của Giáo hội La Mã đối với dân tộc Việt Nam. Nhưng mà ông không nên làm như vậy. Đến đây xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Kính chào quý vị và hẹn lại kỳ tới.